Chính phủ Áo đã hủy 3 đêm diễn của Taylor Swift tại Áo trong tuần này do có mối đe dọa khủng bố. Thủ tướng Áo, ông Carney Hammer đã viết trên mạng xã hội rằng có một thảm kịch đã được ngăn chặn. Các cơ quan chức năng đã phát hiện sớm mối đe dọa nhằm vào nơi biểu diễn của nữ ca sĩ. Thông báo trên trang web bán vé show diễn Taylor Swift tại Áo cho biết cuộc tấn công khủng bố theo kế hoạch nhằm vào sân vận động, nơi nữ ca sĩ biểu diễn. Cảnh sát đã dự kiến có khoảng 65.000 người tham dự tại mỗi buổi diễn và 15.000 người bên ngoài sân vận động do không mua được vé. Các buổi biểu diễn của Taylor Swift là một phần của chuyến lưu diễn mang tên Eras Tour phá kỷ lục của giọng ca nước Mỹ. Tour diễn bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Glendale thuộc bang Arizona, Mỹ và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 tại thành phố Vancouver, Canada. Slovenia, Taylor Swift sẽ biểu diễn tại London, Anh vào ngày 15 tháng 8 với 6 buổi hòa nhạc diễn ra tại sân vận động Wembley.